Tiếp nối chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Hải quân Mỹ xác nhận thông tin hai tàu chiến Mỹ đang di chuyển qua eo biển Đài Loan. Trong một phản ứng, quân đội Trung Quốc cho biết đang theo dõi các tàu này, duy trì cảnh giác cao độ và sẵn sàng đánh bại mọi hành động khiêu khích. Theo Reuters, từ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào đầu tuần này, đây là lần đầu tiên tàu tuần dương của Hải quân Mỹ là James Lovell và Antietam thực hiện hành trình qua vùng biển quốc tế tại eo biển Đài Loan. Hải quân Mỹ cho biết các tàu này đi qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất cứ quốc gia ven biển nào. Ngoài ra, hoạt động này thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và quân đội Mỹ sẽ hoạt động trên biển, trên không và ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Lực lượng phòng vệ Đài Loan xác nhận các tàu chiến Mỹ đi theo hướng Đông Nam và lực lượng của họ cũng quan sát, nhưng tình hình vẫn diễn ra bình thường. Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết họ theo dõi các tàu của Mỹ, tuyên bố khẳng định các quân nhân đang trong tư thế cảnh giác cao độ và sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích vào bất cứ lúc nào. Hoạt động của hai tàu chiến Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang ở eo biển Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo ngày 2 tháng 8. Trung Quốc phản ứng gay gắt bằng cách tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực quanh Đài Loan. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marrow cho biết ông sẽ nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng với Pháp, Đức và Anh thông qua chuyến công du các nước này vào tuần tới. Chuyến công du dự kiến từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Marrow tới ba nước nói trên kể từ khi công đảng trung tả lên nắm quyền ở Úc sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm nay. Dự kiến ông Marrow sẽ hội đàm với những người đồng cấp trong chuyến đi được cho là cơ hội để thể hiện cam kết của Úc trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng với châu Âu. Chính phủ Úc cho biết chặng dừng chân ở Pháp, quốc gia mà Úc cho là đối tác lâu đời nhất và có năng lực nhất, sẽ giúp khôi phục và làm mới quan hệ giữa hai nước. Còn trong tuyên bố, ông Marrow khẳng định quan hệ Úc-Anh mang tính lịch sử và đôi bên cùng có lợi, được phản ánh thông qua cam kết của hai bên đối với Hiệp ước An ninh Úc-Anh-Mỹ AUKUS. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép người dân từ Ukraine và hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine nhập cảnh vào Nga từ tháng 2, được cư trú ở Nga vĩnh viễn và làm việc không cần giấy phép. Quy định trước đó cho phép công dân Ukraine ở lại Nga tối đa 90 ngày trong thời hạn 180 ngày. Để ở lại lâu hơn hoặc làm việc, họ phải có giấy phép đặc biệt hoặc giấy phép lao động để đủ điều kiện vào Nga theo sắc lệnh mới. Người có nguyện vọng cần lấy dấu vân tay, chụp ảnh và kiểm tra y tế về sử dụng chất ma túy và bệnh truyền nhiễm. Sắc lệnh cũng cấm trục xuất công dân Ukraine, ngoại trừ người đã mãn hạn tù hoặc bị coi là có nguy cơ đe dọa an ninh. Một sắc lệnh khác được Tổng thống Putin ký cùng ngày quy định chi trả các khoản trợ cấp xã hội cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm người hưu trí, người tàn tật hoặc phụ nữ mang thai, những người đã rời Ukraine hoặc các khu vực miền đông sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo số liệu của cơ quan chức năng, khoảng 3,6 triệu công dân Ukraine, trong đó có 587.000 trẻ em, đã nhập cảnh vào Nga kể từ cuối tháng 2 vừa qua. Trang tin Politico.eu hôm qua dẫn thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết, nước này đã cấp giấy phép xây dựng cho hai lò phản ứng hạt nhân mới của công ty nhà nước Nga Rosatom. Việc xây dựng các lò phản ứng này là một phần của thỏa thuận năm 2014 giữa Nga và Hungary nhằm mở rộng nhà máy Pax, nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Hungary. Bộ trưởng Ngoại giao Péter Szijjártó nêu rõ, đây là bước tiến lớn và cột mốc quan trọng. Bây giờ chúng tôi có thể chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang giai đoạn xây dựng. Điều đó sẽ diễn ra trong những tuần tới. Theo ông Szijjártó, dự kiến hai lò phản ứng mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030. Ông nói, điều này sẽ đảm bảo an ninh lâu dài cho nguồn cung cấp năng lượng của Hungary, bảo vệ người dân Hungary trước biến động giá cả nghiêm trọng trên thị trường năng lượng quốc tế và duy trì nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm chi phí điện năng. Dự án dự kiến trị giá 12,4 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo, Nga sẽ tài trợ phần lớn dự án với khoản vay 10 tỷ đô la Mỹ, trong khi Hungary sẽ chi trả phần còn lại. Theo Reuters, cộng đồng tình báo Mỹ sẽ đánh giá rủi ro tiềm năng về an ninh quốc gia đối với việc tiết lộ các tài liệu được Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thu hồi hôm 8 tháng 8 tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump. Lá thư ngày 26 tháng 8 do Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI Avril Haines gửi cho Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Caroline Mulroney cho biết Bộ Tư pháp và DNI đang hợp tác để tạo điều kiện cho việc xem xét các tài liệu mật, bao gồm các tài liệu đã được thu hồi ở Mar-a-Lago.
Trong tuyên bố chung, ông Strip và bà Maloney cho biết hài lòng khi chính phủ đánh giá thiệt hại của việc lưu trữ không đúng cách tài liệu mật tại Mar-a-Lago. Bà Hines cho biết DNI cũng sẽ dẫn đầu một cuộc đánh giá của cộng đồng tình báo về rủi ro tiềm năng đối với an ninh quốc gia từ việc tiết lộ các tài liệu liên quan, bao gồm tài liệu ở dinh thự của ông Trump. Phản ứng lại, ông Taylor Burdowitz, người phát ngôn của ông Trump, cáo buộc Chủ tịch Strip thiếu thận trọng với tình báo Mỹ và khẳng định đảng Dân Chủ đã vũ khí hóa cộng đồng tình báo để chống lại ông Trump bằng tài liệu và thông tin rò rỉ, có chọn lọc và không trung thực. Thống kê của Bộ Y tế Libya cho biết, số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ hai chính quyền đối địch ở nước này đã lên tới ít nhất 23 người, tăng gấp đôi so với thông báo trước đó. Các vụ cháy và vụ nổ nhỏ đã xảy ra tại một số quận của thủ đô Tripoli đêm 26 rạng sáng 27 tháng 8, trong khi khói bốc lên từ các tòa nhà bị hư hại. Ông Omar Guehba, giới chức thuộc Hội đồng thành phố Tripoli cho biết, những bên tham gia xung đột phải chịu trách nhiệm đối với những công dân bị thiệt mạng, khiến an ninh bị đe dọa, đồng thời phá hủy tài sản công và tư hữu. Với tình hình này, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, điều rất quan trọng là giảm căng thẳng và mọi người đều chú ý những nhu cầu của người dân, đó là hòa thuận chính trị và hòa bình. Lễ hội pháo hoa là lễ hội lớn quan trọng trong nền văn hóa Nhật Bản. Trong đó, lễ hội Omagari ở tỉnh Akita được xem là lớn nhất, vì đây không chỉ là lễ hội bắn pháo hoa thông thường, mà còn là hội thi bắn pháo hoa toàn quốc. Lễ hội pháo hoa Omagari tổ chức thường niên vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 8 bên bờ sông Omono, thành phố Daisen. Năm nay, 28 công ty pháo hoa từ nhiều vùng khác nhau tề tựu về đây tham gia cuộc thi bắn pháo hoa. Sự kiện được chú ý nhất là chuỗi pháo hoa dài 900m được đồng loạt bắn ra. Ban tổ chức đặt tên cho sự kiện là Ánh sáng của bình minh, tượng trưng cho hy vọng về một tương lai tươi sáng sau đại dịch. Năm nay, số lượng chỗ ngồi cho khán giả giảm xuống còn khoảng 110.000 chỗ, tức khoảng 60% số lượng khán giả bình thường. Vài người dân chia sẻ niềm vui khi tham dự lễ hội. Tôi thực sự cảm động khi chứng kiến cuộc thi pháo hoa được tổ chức trở lại sau 3 năm bị hoãn. Tôi rất vui khi đến đây và muốn được trở lại xem bắn pháo hoa vào năm sau. Hôm nay, Ấn Độ đánh sập hoàn toàn tòa tháp đôi xây dựng trái phép. Tòa tháp đôi Apex và Seyen 40 tầng với chiều cao 103m nằm tại khu ngoại ô của thủ đô New Delhi. Năm ngoái, Tòa án tối cao Ấn Độ ra phán quyết yêu cầu phá hủy hoàn toàn tòa tháp đôi này do vi phạm các quy tắc xây dựng quan trọng. Bắt đầu từ hôm qua, hàng ngàn người dân sinh sống ở trong và xung quanh công trình được sơ tán. Hơn 3.700 kg thuốc nổ được sử dụng để làm sập tòa tháp đôi này. Thưa quý vị, khoảng 6 tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng khoe trên tờ bưu điện Washington rằng Trung Đông ổn định và an toàn hơn. Trong số các ví dụ, ông gọi tên Iraq, nơi các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào quân Mỹ và các nhà ngoại giao đã giảm. Tuy nhiên, theo ông David Stranger, thành viên cấp cao tại Viện Chính sách Cận Đông của Mỹ, chỉ số đơn lẻ đó không đủ để chứng minh về sự ổn định ở Iraq. Bởi các đồng minh chính trị của Iran ở Iraq đang chiếm ưu thế, nền dân chủ mong manh của quốc gia này đang bị đe dọa. Tại cuộc bầu cử quốc hội Iraq vào tháng 10 năm ngoái, liên minh của Mostada Ansar, một giáo sĩ dòng Shiite theo chủ nghĩa dân túy, đã giành được đa số 329 ghế trong hội đồng đại diện, đánh bại các đảng Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn. Ông Ansar đã sẵn sàng thành lập một liên minh chính phủ đa số gồm người Shiite, người Sunni và người Quốc. Tuy nhiên, ông Ansar đã không nắm bắt được khoảnh khắc và chính phủ đó chưa bao giờ thành hiện thực. Bởi liên minh khung điều phối cho Iran hậu thuẫn, đối thủ của ông Sát đã sử dụng quân bài chủ là Bộ Tư pháp để ngăn ông chọn thủ tướng và nội các. Tòa án tối cao nước này quyết định lần đầu tiên không phải đa số đơn thuần mà cần 2/3 siêu đa số mới có thể thành lập chính phủ. Không đạt được ngưỡng này, 73 thành viên quốc hội của phe ông Sát đã liên tục từ chức và ghế của họ được phân bổ lại cho các đảng có quan hệ với Iran. Có vẻ Mỹ không thực hiện nỗ lực nào để ngăn chặn xu hướng này. Trong gần 9 tháng từ cuộc bầu cử, các quan chức cấp cao Mỹ chỉ đến thăm Iraq 2 lần và Ngoại trưởng Antony Blinken thực hiện vài cuộc gọi ngắn tới những người ra quyết định ở Iraq, trong khi các quan chức cấp cao của Iran đã đến Iraq không dưới 10 lần. Việc Mỹ rút lui trong quá trình thành lập chính phủ ở Iraq đang để lại một khoảng trống. Không như Afghanistan, Iraq là đối tác chống khủng bố của Mỹ. Quốc gia này có vị trí địa chiến lược quan trọng, có trữ lượng dầu lớn thứ 5 thế giới và đang ở tuyến đầu chống lại nỗ lực của Iran nhằm mở rộng ảnh hưởng khắp Trung Đông.
Tuy nhiên, có vẻ như Iraq, nơi Mỹ đã tham gia hai cuộc chiến tranh lớn trong những thập kỷ gần đây, không còn là ưu tiên của chính quyền ông Biden nữa. Đó là món quà cho Tehran.